Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay tôi sẽ được trở lại với quý giả trong phần chương trình tin tức Việt Nam trong tuần với anh Nguyễn Anh Tuấn từ Toronto, Canada. Và ngày hôm nay là ngày thứ ba, 19 tháng 12 2023, và xin chào anh Tuấn ạ. Dạ vâng, xin chào anh Tường Thắng, xin chào quý vị khán giả của đài SBTN ạ. Dạ vâng, thưa anh Tuấn, thì cái câu chuyện mà liên quan đến cái chuyện mà Tập Cận Bình ghé thăm Việt Nam trong hai ngày thứ ba và thứ tư tuần trước thì có lẽ là cũng có nhiều người bàn tới rồi. Tuy nhiên, có vấn đề của chúng ta muốn nói ở đây đó là đào sâu thêm và có một cái nhìn góc cạnh khác nhau, đặc biệt là từ Tuấn, là một người đã từng làm việc trước đây và đấu tranh ở tại Việt Nam. Thì theo cái nhận định của Tuấn, tại sao lại có cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình mà đi tới hai ngày trong cái thời gian vừa qua với một phái đoàn rất là hùng hậu? Tập Cận Bình muốn gì trong cái chuyến đi vừa qua? Vâng, thưa anh Tường Thắng, là như một lần mà chúng ta đã bàn với nhau đó, trong cái mối quan hệ tay ba mà giữa Việt Nam và Mỹ và Trung Quốc á, thì lúc nào nó cũng có một cái sự giằng co. Đó là Mỹ khi mà họ cân nhắc tới cái tầm quan trọng về an ninh quốc phòng cũng như là kinh tế, thương mại và các cái phương diện khác đối với lại Việt Nam, thì họ luôn đòi hỏi rằng đó là Việt Nam phải coi họ tương đương với Nga và Trung Quốc, tương đương với những cái đối tác mà quan trọng nhất của Việt Nam từ trước tới giờ. Cái đó là cái sự đòi hỏi của họ. Họ cần một cái sự công bằng, họ cần một cái sự là bình đẳng trong cái mối quan hệ với Việt Nam, nếu như mà Việt Nam muốn tăng cường quan hệ với họ. Họ không chấp nhận là ở một cái vị thế hàng hai, bởi vì dù sao họ cũng là siêu cường số một thế giới, và cái tầm quan trọng của họ về an ninh quốc phòng kinh tế với Việt Nam á, nó ngày một nó càng lớn ha. Do đó là anh Tường Thắng nhớ rằng hồi tháng 7, khi mà ông Joe Biden đi gọi là coi như là vận động tranh cử, gặp gỡ những nhà tài trợ của ông á, thì ông có giống như là khoe một cái thành tích ngoại giao, đó là tới đây ông sẽ đi Hà Nội, bởi vì những người lãnh đạo Việt Nam á, thì đang rất là mong muốn được nâng cấp quan hệ với Mỹ lên ở cái mức là ngang bằng với Trung Quốc. Đó là từ phía Mỹ. Nhưng mà nó lại trái ngang một điều, đó là từ phía Trung Quốc lại không bao giờ chấp nhận là Việt Nam coi Mỹ ngang với lại Trung Quốc. Trung Quốc bao giờ cũng muốn là Việt Nam phải coi Trung Quốc là cao hơn một bậc so với Mỹ. Và vì thế nên là khi ông Võ Văn Thưởng sang thì Tập Cận Bình cũng nói xa nói gần về gọi những ý nguyện ban đầu của hai đảng. Phải biết được là con đường đưa chúng ta tới đây là nó bắt đầu từ đâu thì mới biết được là chúng ta sẽ đi đến đâu. Đó là cái cách nói mà nói xa nói gần, nhưng mà rào đón của Tập Cận Bình. Và lần này cũng vậy, khi mà sang Việt Nam thì vẫn tiếp tục những cái giọng điệu như vậy, có nghĩa là nhắc nhở Việt Nam về những cái quá khứ, kể từ khi mà hai đảng thành lập ra thì là gọi là luôn luôn là ủng hộ, luôn luôn là có nhau. Nếu mà không muốn nói rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc là còn được đóng cái vai trò như là dìu dắt Đảng Cộng sản Việt Nam từ những ngày đầu, và đóng một cái vai trò quyết định trong cái chiến thắng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những cái khoảng thời gian sau này, để rồi đi đến được cái vị thế cầm quyền, thì Tập Cận Bình cứ nhắc đi nhắc lại những cái chuyện đó để đòi hỏi rằng là Việt Nam phải coi Trung Quốc trên một bậc so với Mỹ. Và chúng ta cũng có thể thấy rằng là Tập Cận Bình nhìn nhận rằng cái chuyến thăm này nó có một cái tầm quan trọng rất là lớn. Do đó là có rất là nhiều điều là nó chưa bao giờ có tiền lệ. Ví dụ như Tập Cận Bình đã gửi một cái bài viết để đăng báo Nhân dân của Việt Nam trước chuyến thăm, là trước giờ đó là chưa bao giờ có cái chuyện này hết cả. Thế rồi báo chí Trung Quốc cũng ca tụng chuyến đi rất là nhiều, nếu mà chúng ta theo dõi thấy. Rồi sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức họp báo cũng mô tả cái chuyến đi là một cái thành công vượt bậc. Và một cách thẳng thắn mà nói, một cách khách quan mà nói đó, thì Tập Cận Bình có những cái lý do để tin vào cái điều đó. Bởi vì họ đã về lại Trung Quốc với một cái kết quả, đó là Việt Nam tham gia vào cái gọi là cộng đồng chia sẻ tương lai, và họ diễn giải cái điều này đó là quan hệ giữa hai nước đã cao hơn Mỹ ít nhất là một bậc. Thế thì bây giờ đó có thể là cần phải quay lại
Và đặt cái câu hỏi với lại Mỹ rằng á, thì những cái điều mà ông Joe Biden hoặc là Bộ Ngoại giao Mỹ nói trước đây về cái chuyện Việt Nam bây giờ đã coi Mỹ ngang với Trung Quốc á, thì điều này có đúng hay không? Nếu mà nó đúng á, thì hóa ra nó cũng chỉ đúng được trong vòng 3 tháng thôi. Và bây giờ Việt Nam đã quay lại với cái việc đó là đặt cái mối quan hệ với Trung Quốc cao hơn Mỹ một bậc. Thế thì đó lại trở thành là một cái chuyện mà có thể là Mỹ cần phải để ý thêm. Và những người như, chẳng hạn như là ông Nguyễn Phú Trọng ở đây đó, thì có thể là ông cũng sẽ rất là hào hứng và ông có thể sẽ tin vào cái câu nói lâu nay của ông, đó là gì, là Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế được ngày hôm nay, khi mà chỉ trong vòng 3 tháng thôi là hai người lãnh đạo gọi là quyền lực nhất hành tinh đã tìm đến Hà Nội gặp ông để đòi nâng cấp quan hệ. Thì ông cũng có thể tin rằng đây là cái thắng lợi ngoại giao của Việt Nam, nhưng mà tôi thì tôi thấy rằng là không thể có cả hai được. Rõ ràng là Mỹ bây giờ phải nhìn nhận lại cái mối quan hệ với Việt Nam, những cái gì Việt Nam nói rằng là để Mỹ tương đương với Trung Quốc bây giờ không còn đúng nữa. Đó, và tôi nghĩ đấy là một cái chuyện nó cũng sẽ có ảnh hưởng lâu dài đó. Vâng à, thưa Tuấn, cảm ơn Tuấn đã đưa ra nhận định vừa qua. Thì xin được nhắc lại một chút xíu là thế này. Ông Tập Cận Bình hôm qua Việt Nam, ông nhắc nhở cái điều là luôn luôn phải coi đàn anh Trung Quốc là cha là mẹ trong trường hợp này thì đúng hơn. Chứ không phải một bậc gì cả mà là cha là mẹ. Lý do là bởi vì như thế này, nếu không có Đảng Cộng sản Trung Quốc đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam không thể cầm quyền ở ngày hôm nay. Trong cái còn nhớ cái thời gian khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam còn ở phôi thai sau khi gọi là cướp được chính quyền vào năm 1945 đó, thì chính Hồ Chí Minh đã thân chinh qua Lạy Lục, Mao Trạch Đông để xin viện trợ từ kinh tế đến vũ khí để mà có thể mà đánh Pháp trong một thời gian đó. Còn nhớ là trong cái cuốn hồi ký nhớ lại một thời của Tố Hữu đó có kể lại rất rõ là trong cái thời gian đó đó Tố Hữu nói rằng là không biết bao nhiêu tiếng, như là những cái tiếng tiếng Hoa, tiếng Trung của cán bộ Trung Quốc tải vũ khí, tải đạn dược và tải gạo tới cho quân đội Việt Minh lúc bấy giờ, mà do dưới sự cai quản của Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà được núp dưới danh nghĩa là Đảng Lao động đó. Thì tất cả những cái chuyện đó chúng ta thấy rằng là ngay từ cái thời đó cha mẹ đó của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là anh Mao Trạch Đông, chứ không thể nào bây giờ phản bội được, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là ngay sau khi đã được đó là Tố Hữu kể kể nhé. Tố Hữu còn kể thêm á, là cái việc mà lúc gặp Trường Chinh á, trong cái vụ mà gọi là chỉnh huấn cán bộ đó, Mao Trạch Đông muốn chỉnh huấn cán bộ, tiêu diệt tất cả những cái cán bộ nào mà đến từ cái giai cấp gọi là trí thức mà chỉ giữ lại cái vô sản mà thôi. Tố Hữu là cái người phản đối cái đó. Nhưng Trường Chinh đã trả lời rằng là anh cứ làm theo đúng lời của các cán bộ Trung Cộng yêu cầu. Tức là phải trong tất cả các hàng ngũ cán bộ đó. Có những người yêu nước thật sự, họ đến từ các giai cấp gọi là trí thức, nhà giàu có, nhà bố mẹ có là đất đai. Thì phải tiêu diệt toàn bộ để giữ lại cái nhóm vô sản, vô học để nó cầm quyền. Dễ hàng dân. Và đó là một chính sách khủng bố. Và Tố Hữu kể cái chuyện đó. Và nếu mà chúng ta đặt lại cái bối trong bối cảnh đó thì chúng ta mới hiểu được tại sao có cuộc chiến 1979. Tại sao Đặng Tư Bình phải dạy cho Cộng sản Việt Nam một bài học vì cái tội phản bộ, chó phản chủ đi chạy theo Liên Xô. Phải hiểu cái đó. Thì bây giờ cái việc mà Tập Cận Bình đến Việt Nam cũng là khẳng định một điều. Tôi là cha là mẹ, chứ không phải anh Hoa Kỳ. Còn nhớ là ông Tổng thống Marcos mới đây thôi, hồi tháng 11, ông gặp ông Tập Cận Bình ngay tại hội nghị APEC ở San Francisco. Ông có nhắc lại cái vấn đề là tàu Trung Cộng tấn công tàu của Phi Luật Tân ở bãi Cỏ Mây, tất cả mọi thứ. Câu trả lời của Tập Cận Bình là gì? Phớt lờ luôn, không thèm trả lời câu hỏi của sự phàn nàn của ông Tổng thống Phi Luật Tân. Phớt lờ luôn, coi như không có, bỏ đi. Điều đó chứng tỏ gì? Điều đó chứng tỏ là ngay cả Phi Luật Tân đã ký những cái hiệp ước quan trọng về mặt quân sự đối với Hoa Kỳ mà Tập Cận Bình cũng gạt qua một bên. Thì há gì anh Nguyễn Phú Trọng trong trường hợp này?
Dạ vâng, tôi hoàn toàn đồng ý những cái điểm mà anh Tường Thắng phân tích, đó là cái cách nhìn mà của Trung Quốc khi mà họ tiến đánh Việt Nam năm 79 đó, thì họ nói rằng là Việt Nam vô ơn, họ nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam cầm đầu bởi Lê Dũng khi đó là những kẻ vô ơn, và họ phải dạy cho Việt Nam một bài học, bởi vì thực sự họ tin rằng đó là nhờ có họ mà Đảng Cộng sản Việt Nam mới cầm quyền được như vậy. Tuy nhiên là khi á mà có cái sự cạnh tranh giữa Liên Xô và Trung Quốc và xem ai dẫn đầu khối xã hội chủ nghĩa, thì Việt Nam đã chọn Liên Xô ở thời điểm đó. Tức là đó là cái cách nhìn từ phía Trung Quốc ha, và cái điều đó đó thì tôi nghĩ là họ cũng có những cái cơ sở để họ nhìn như vậy đó. Và chúng ta thấy một cái điều đó là một cái khoảng thời gian dài khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước sau năm 79 đó, thì nó phải kéo dài tới đầu thập niên 90 thì mới là bình thường hóa quan hệ. Và trong bối cảnh là khi đó Liên Xô sụp đổ rồi đó, thì Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là mất cái chỗ dựa, và như vậy đã phải bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc ở một cái thế yếu hơn. Và với cái chuyến thăm này thì tôi nghĩ rằng là bên cạnh cái chuyện mà người ta bàn nhiều về nào là tre, nào là trà, nào là những cái nghi thức ngoại giao đó, thì tôi nghĩ rằng là có những cái điểm giấy trắng mực đen mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc, chúng ta cũng cần phải chú ý thêm. Đó là cái tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc cái lần này ký kết đó, thì tôi thấy rằng nó có những cái điểm mới, và tôi nghĩ những cái điểm mới này mà một khi ghi ra giấy trắng mực đen như vậy á, thì nó có thể để lại những cái hệ quả rất là sâu sắc, mà có thể là chúng ta cần bàn thêm trong cái buổi Dạ vâng, hôm bây giờ nay. như thế này, để ta vào phần thông tin thương mại đi. Rồi sau đó quay trở lại thì Tuấn sẽ có nhiều thời gian để bàn về cái bản thông Dạ cáo vâng. chung này nhiều hơn. Và sau đây Tường Thắng xin mời quý Dạ. vị theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBS Trang. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBS Trang. Sau đây xin trực trở lại buổi nói chuyện với anh Nguyễn Anh Tuấn. Xin mời anh Tuấn ạ. Dạ vâng, thưa anh Tường Thắng, thì như tôi có nói đó là tuyên bố chung thì Việt Nam Trung Quốc, chúng ta thấy rằng là mỗi lần mà nguyên thủ hai nước gặp nhau thì thông thường sẽ có tuyên bố chung, và trong đó sẽ ghi nhận là những cái cam kết hợp tác trong hiện tại cũng như tương lai của hai nước. Thường thì các cái bản tuyên bố chung đó nó rất là dài và nó tràn gian đại hải, thường ít người mà quan tâm chú ý đến nội dung của nó. Và cũng tương tự như vậy, lần này á thì cái tuyên bố nó được coi là dài nhất trong lịch sử giữa hai nước. Có những cái tuyên bố chung thì đây là lần mà tuyên bố rất là dài, phải 7-8 ngàn chữ gì đó, như có người đã tổng kết lại rồi. Thì khi mà tôi đọc, tôi so sánh những cái bản tuyên bố chung trước đây á, thì lần này nó có một số các cái điểm mới mà tôi tin rằng là nó để lại những cái hệ quả lâu dài ở Việt Nam. Nếu mà nói rằng cái điểm quan trọng nhất mà trong cái tuyên bố chung lần này đó, là đôi bên khẳng định cái sự cần thiết, cái tầm quan trọng của việc hợp tác để bảo vệ an ninh chế độ. Thì anh Tường Thắng, lâu nay á mình hay nghe về cái chuyện là an ninh quốc gia, tức là những cái án tù an ninh quốc gia được dùng để trấn áp những người bất đồng chính kiến, những người đối lập, những người hoạt động ha. Mình nghe nhiều tới cái an ninh quốc gia, nhưng mà cái khái niệm gọi là an ninh chế độ đó, regime security á, ít khi mình nghe. Nhưng mà nếu mà mình theo dõi cái tình hình bên Trung Quốc á, thì mình sẽ thấy rằng á, là họ dùng đi dùng lại cái khái niệm gọi là an ninh chế độ. Thế thì lần này á, là lần đầu tiên mà tuyên bố chung của hai nước đưa cái khái niệm gọi là an ninh chế độ vào, hợp tác đôi bên để bảo vệ an ninh chế độ. Đó, thì tôi nghĩ cái điểm này là cái điểm mà rất mới và rất là đáng quan ngại. Thế thì khi mà họ khai triển cái chuyện an ninh chế độ ra, thì họ đưa ra bốn cái lĩnh vực hợp tác mà tôi chỉ ra được là nó là hoàn toàn mới. Cái điểm thứ nhất đó là giao lưu tình báo nhằm chống can thiệp, ly khai thù địch phản động. Rồi cái điểm mới thứ hai nữa đó là lần đầu tiên mà có cái chuyện là hai nước hợp tác chống vi phạm pháp luật về tôn giáo. Cái điểm mới thứ ba nữa đó là hai nước hợp tác để quản lý các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Và cái điểm cuối cùng đó
đó là lần đầu tiên hai bộ ngoại giao sẽ hợp tác tham vấn về nhân quyền với nhau nhằm đối phó với chuyện gọi là chính trị hóa nhân quyền hoặc là dùng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ các nước khác ở trên trường quốc tế. Thì chúng ta thấy rằng đây là những cái điểm mà nó là hoàn toàn mới, chưa bao giờ được ghi nhận trong những cái tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc sau khi mà bình thường hóa quan hệ cho tới bây giờ. Trước khi thì mà mỗi cái điểm dạ vâng, trước khi Tuấn đi xa hơn một chút á, cho Trịnh Đăng hỏi Tuấn thế này. Bốn cái điểm mà Tuấn vừa mới nêu lên á, nếu mà chúng ta để ý thì hiện tại ngày hôm nay ông Jimmy Lai là chủ nhiệm tờ báo Apple Daily ở bên Hồng Kông đang ra tòa về vấn đề an ninh. Mà chúng ta biết rằng là 2019 là có những cái cuộc biểu tình tại Hồng Kông đòi tự do dân chủ và sau đó Trung Cộng phải đưa ra cái luật bảo vệ an ninh trong trường hợp này, và ngày hôm nay ông Jimmy Lai phải ra tòa. Tất cả bốn điểm vừa kể mà Tuấn vừa đưa ra hình như nó không khác gì những cái điểm mà Trung Cộng đang áp dụng cho bán đảo Hồng Kông hiện tại. Nếu mà đúng như vậy, theo cái nhìn của Tuấn, thì có nghĩa là Việt Nam bây giờ cũng được phía bên Trung Cộng nhìn không khác gì bán đảo Hồng Kông, có nghĩa là một phần đất đai lãnh thổ của Trung Cộng không? Thưa anh, đó là khi mà chúng ta thấy là Trung Cộng người ta giới thiệu cái khái niệm gọi là cái sáng kiến gọi là cộng đồng chung vận mệnh, thì chúng ta cũng có thể là cảm nhận được cái phần nào là những cái gì mà họ mong muốn rồi. Người ta chỉ có thể là chung vận mệnh với nhau nếu như mà người ta chung chung một lãnh thổ, đúng không? Người ta chung một chung một cái số phận với nhau, bởi vì là cái từ vận mệnh đó, nó mang một cái ý nghĩa nó rất là lớn lao. Khi mà đã nói là chung vận mệnh có nghĩa là sống có nhau mà chết cũng có nhau, tức là nó mang cái ý nghĩa gọi là sinh tồn cùng nhau rồi. Do đó là tôi không có nghi ngờ gì về cái chuyện những cái tham vọng của Trung Quốc khi mà người ta đặt để ra những cái sáng kiến như vậy. Và tôi tin một cái chuyện như thế này nè, đó là mình đặt qua một bên những cái chuyện về câu từ, thì những cái lĩnh vực mà hợp tác với nhau nó gọi là sâu sắc như thế này, nó sát sườn như thế này, và nó nằm ở trong những cái lĩnh vực mà thuộc về an ninh của quốc gia, thuộc về những cái điểm cốt tử của chế độ như thế này á, mà hợp tác với nhau, thì tôi thực sự là rất rất là lo ngại tới những cái hệ quả sau đó của nó. Bởi vì là chúng ta thấy rằng bây giờ làm sao mà Việt Nam có thể tăng cường những cái hợp tác với Mỹ và phương Tây nếu như mà Việt Nam vẫn là giao lưu tình báo với lại Trung Quốc đó, nhằm chống thù địch, chống phản động, nhưng mà vẫn là giao lưu tình báo, vẫn là phải là cơ quan tình báo của hai nước, phải làm việc với nhau, chia sẻ các cái thông tin với nhau, thì làm sao mà anh có được lòng tin từ Mỹ và Tây phương được, đúng không? Đó, thì như vậy là gần giống như là anh cũng đã chọn phe rồi, anh cũng đã nghiêng ngả, anh cũng đã chọn phe rồi. Rồi thế rồi những cái gọi là vi phạm, cái gọi là vi phạm về pháp luật về tôn giáo, thì chúng ta đều biết rằng á, là tôn giáo là một cái lĩnh vực mà rất là nóng bỏng ở Việt Nam. Và khi mà Mỹ đề cập tới nhân quyền ở Việt Nam thì tập trung rất nhiều về tôn giáo, là một cái điểm mà người Mỹ người ta rất là chú ý. Thế thì bây giờ là Việt Nam lại hợp tác với Trung Quốc để chống những gọi là vi phạm về pháp luật về tôn giáo, hay nói cách khác là hợp tác với nhau để cùng đàn áp tự do tôn giáo. Thì hãy nhìn những cái gì mà nó đã xảy ra ở đối với người Uyghur, người Duy Ngô Nhĩ ở vùng những cái vùng Tân Cương, hoặc là những gì xảy ra ở Tây Tạng, thì liệu là một ngày nào đó có cái sự hợp tác để cũng xây những cái trại cải tạo, những cái trại lao cải như vậy ở những vùng Tây Nguyên dành cho người thượng hay không, hay là xây ở vùng Tây Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long để dành cho người Khmer Krom hay không, hay là xây ở vùng miền núi phía Bắc để giam giữ những người Hơ Mông theo đạo Tin Lành hay không. Bây giờ có khoảng cỡ 300-400 ngàn người Hơ Mông theo đạo Tin Lành đều bị coi là thù địch với lại chính quyền đó, đều là bị nằm trong tầm ngắm của chính quyền đó. Thế rồi lại là hợp tác để quản lý các cái tổ chức phi chính phủ quốc tế. Chúng ta thấy được là Nga là cái nước đầu tiên mà đưa ra những cái quy định luật lệ để kiểm soát những NGO quốc tế. Thế rồi sau đó thì Trung Quốc là học theo, và bây giờ thì là Việt Nam và Campuchia cũng sẽ học theo như vậy.
À, học theo đã đành rồi mà bây giờ là cùng hợp tác với nhau để quản lý, để kiểm soát những cái tổ chức phi chính phủ quốc tế. Thế thì như vậy là những cái vấn đề chủ quyền quốc gia của anh nó liệu nó có đảm bảo hay không? À, thế rồi cái cuối cùng nữa đó là trên trường quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, là cả Trung Quốc với Việt Nam á, là thường bị lên án về chuyện nhân quyền. À, thế thì cùng nhau á, là thường xuyên là chạy đua vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và bây giờ lại tham vấn với nhau, thế là bảo vệ nhau ở Liên Hợp Quốc, bảo vệ nhau khi trước những cái lời phê phán, trước những cái chất vấn về nhân quyền. À, thì những cái hợp tác này nè, nó được lồng một cách khéo léo ở trong cái tuyên bố chung, với giữa những cái hợp tác về kinh tế vô thưởng vô phạt á, thì nó để lại một cái hệ quả sâu xa, đó là đến một ngày nào nếu mà cái tình hình quốc tế nó biến động lớn quá, như những gì chúng ta thấy là nó đang diễn ra ở chiến trường Ukraine, hoặc là nó diễn ra ở vùng Trung Đông hiện tại bây giờ, khi mà cái biến động quốc tế nó lớn thì nó rất có thể nó lại lại lặp lại những cái gì xảy ra ở hồi thập niên 90, tức là khi mà Liên Xô sụp đổ. Thế thì là hai đảng cộng sản nó có cái nhu cầu sinh tồn với nhau á, là nó gắn chặt vào với nhau, mà nó không có cần phải là chia sẻ tương lai hay là chung vận mệnh gì hết cả. Và nó lại có cái đà sẵn rồi, bây giờ nó lại có cái đà là nếu mà đôi bên cơ quan công an và quân đội thường xuyên hợp tác với nhau, các cơ quan tuyên truyền thường xuyên hợp tác với nhau, các cái cơ quan đàn áp tự do tôn giáo, kiểm soát các tổ chức phi chính phủ, rồi Bộ Ngoại giao thường xuyên hợp tác với nhau mà mang cái tính chất gọi là chống đỡ những cái tấn công từ bên ngoài, nếu mà họ vẫn giữ cách nhìn như vậy á, thì cái sự hợp tác đó lâu dần á, là nó tác hợp họ lại với nhau thành như một mất rồi đó. Và khi đó đó, những cái chuyện đôi khi là chủ quyền biển đảo đó họ lại coi nhẹ đó. Thế thì giữa hai đảng với nhau khi mà ký một cái tuyên bố chung như thế này á, thì tôi nghĩ là thực sự là từ phía Việt Nam ấy, nó là cái điều rất là đáng quan ngại, ngay cả khi họ điều chỉnh, họ không dùng chung vận mệnh, họ chuyển sang họ dùng cái cụm từ nó vừa rối rắm nó vừa phức tạp, nó vừa khó diễn giải, đó là cộng đồng gọi là chia sẻ tương lai. Nhưng mà với những cái điểm hợp tác mà giấy trắng mực đen đó, thì tôi nghĩ rằng là cái hệ quả nó sẽ rất là lớn lao, và nó nghiêm trọng hơn rất là nhiều so với lại những cái chuyện là uống trà hay là trưng ra những cái cây tre và rồng bay phượng múa kiểu như vậy đó. Tôi nghĩ như vậy, nhưng mà những cái điểm này đó, tôi thấy ít người để ý quá trong cái tuyên bố chung này. Vậy thì trong những ngày sắp tới đó, nhận định của Tuấn như thế nào với cái vai trò của phía bên Hoa Kỳ? Mới đây thì Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng họ không có lo ngại lắm từ cái việc mà những cái gì hứa hẹn và cũng như những cái gọi là hợp tác ký kết giữa Việt Cộng sản Việt Nam và phía bên Trung Cộng liên quan đến cái vấn đề quân sự, quốc phòng. Và chúng ta còn có 30 giây thôi, rất tiếc vì không có nhiều, cho nên 30 giây thôi, Tuấn. Thưa anh, đó là tôi nghĩ rằng là bên phía Mỹ thì chắc là họ cũng phải chữa ngượng chút xíu, bởi vì trước đó họ nghĩ rằng là bây giờ cái tầm vóc quan hệ của họ với Việt Nam là ngang Trung Quốc, nhưng mà bây giờ lại lại xuống một bậc như vậy thì chắc là tôi nghĩ họ hơi ngượng chút xíu hả. Nhưng mà cái chuyện họ bảo rằng là cái hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Mỹ nó không thay đổi nhiều, thì tôi nghĩ là bởi vì nó cũng ở cái giai đoạn này có vẻ là nó cũng không có phải là quá là quan trọng với Mỹ nữa, sau khi Mỹ cũng cố được chủ đạo thứ nhất rồi, nên là tôi nghĩ rằng là cũng có thể đúng, họ cũng cái mối quan hệ với Việt Nam thì cũng ngang mức đó thôi, họ cũng không không có nhiều kỳ vọng lắm đâu với một cái đối tác như Việt Nam. Và tôi nghĩ đó là cách nhìn hợp lý từ phía người Mỹ. Cảm ơn anh Nguyễn Anh Tuấn đã đến với chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý khán giả của SPTN và xin hẹn quý khán giả vào tuần sau của giờ này trên đài truyền hình SPTN. Xin cảm ơn Tường Thắng.